Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới của chủ đầu tư vừa mới hoàn thiện xong mọi người ạ. Với cái vị trí này là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và đường ngõ trước nhà như quý vị có thể nhìn thực tế đây. Đó. Đường ngõ trước nhà thì là hai ô tô tránh nhau thoải mái. Với cái căn nhà này thì diện tích là 40m² quý vị nha, hướng nhà là hướng đông nam. Đó, đây mọi người ơi, đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Với cái dự án này thì có tất cả là 4 căn và có 2 căn mặt ngoài và 2 căn mặt trong mọi người ạ. Đó. Với dự án này đã được hoàn thiện như thế nào thì mời mọi người theo em cụ thể vào vị trí căn nhà nhé. Với căn nhà này thiết kế như sau, mặt tiền của ngôi nhà 3m rưỡi, 40m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Như mọi người có thể nhìn thực tế, tầng 1 của ngôi nhà đây rất là rộng, hoàn thiện xong xuôi, chuẩn bị có thể dọn đồ về ở được ngay mọi người ạ. Chỉ còn một chút cái phần dọn dẹp nữa thôi. Với cái vị trí của căn nhà này, đường to, ngõ rộng, cách với lại trục đường chính quốc lộ 6, nó khoảng tầm 200m, cách với lại cầu Mai Linh Hà Đông nó khoảng tầm 1km mọi người nha. Đi lại vô cùng thuận tiện. Với vị trí cái ngôi nhà này thì đặc biệt nó gần với lại nhiều khu công nghiệp mọi người ạ. Và nó gần với lại trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội. Đó. Đi lại rất gần, cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 cây mọi người nha. Cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4km mọi người ơi. Căn nhà này lô góc, hai mặt thoáng, có cửa sổ thông thoáng phía bên ngoài. Phần phòng khách của ngôi nhà thì đã được hoàn thiện xong xuôi về cái phần trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần sơn, phần phòng khách rất là rộng. Cái căn nhà này ô tô có thể vào được nhà, nếu như quý vị về có thể thiết kế lại cái phần cửa mọi người nha. Đây, tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh nhỏ nhắn, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Đó. Phần gạch lát nền kích thước 60-60 đã được hoàn thiện đầy đủ. Căn nhà này nó tóm lại là rất diện tích rất là rộng. Và cái vị trí đi lại thì cũng rất là thuận tiện quý vị nha. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhá. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Phía tầng 2 của ngôi nhà, ở đây là phần bếp mọi người nha. Với cái không gian bếp thiết kế đầy đủ, cửa sổ ở bên ngoài này. Đây, phần hoàn bếp thì đã được hoàn thiện xong đầy đủ chỉnh chu rồi, tủ gỗ ăn cường, phụ kiện bếp đi kèm đều lắp đặt đầy đủ đây, nhưng mà quý vị nhìn thực tế nhá. Đó. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa. Xung quanh bếp thì được ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite với hai cái tông màu, màu trắng với màu nâu rất là tinh tế. Căn nhà này giá chào bán 3 tỷ 200 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu, ô tô vào nhà được, đi lại vô cùng thuận tiện mọi người nha. Với cái tầng 2 này, ngoài cái phần phòng bếp mọi người ạ, thì còn có một phòng vệ sinh và một phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài này rất là thoáng. Đây. Hướng nhà là hướng đông nam mọi người nha. Cho nên nó rất là mát. Ngoài ra, đây cửa sổ hai bên, bởi vì nó là lô góc cho nên là cửa sổ mở thông thoáng hai bên. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái phần phòng ngủ này cũng được thiết kế trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Cửa thông phòng thì sử dụng là cửa gỗ lim. Đó. Nhà vệ sinh đây quý vị ơi, nhà vệ sinh ở phía trên tầng 2. Rất là đẹp ạ. Đây, hệ thống bồn cầu liền khối này, sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo này, gương tắm này. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Trong nhà vệ sinh thì có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài đây, như mọi người nhìn thực tế nhá. Đó. Từ vị trí ngôi nhà này, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ những cái mà tiện ích xung quanh rồi, đầy đủ tiện ích, chợ trường, phường trạm, đầy đủ hết cả mọi người ạ. Phần phòng khách thì rất là rộng. Với cái phần phòng khách thì Ngọc Ánh đã review rất kỹ và phần tầng 2 rồi. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá granite mọi người ạ. Và tầng 3, tầng 4 thiết kế như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh. Thì đây là phía căn phòng ngủ bên ngoài mọi người nhé.
Đây, nó thiết kế cái căn phòng ngủ này nó tương tự như tầng 2. Có ban công giả hướng ra phía bên ngoài, với cái mặt tiền như mọi người nhìn ở ngay ban đầu ấy, khá là đẹp. Diện tích phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 13 mét vuông mọi người nhá. Cửa thông phòng. Và căn phòng ngủ phía bên trong đây. Lên trên phía tầng 3 là đã có hai phòng ngủ riêng biệt rồi, phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng mọi người ạ. Này. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đầy đủ. Căn nhà này theo hiện trạng dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng rồi là những cái pháp lý liên quan thì rất là đầy đủ mọi người ơi. Với tầng 3 thì cũng có phòng vệ sinh tương tự như tầng 2. Đó. Đầy đủ cái công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Và phần còn lại, mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, đó là tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà, khi mà bước chân lên trên phía cầu thang, đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh ở đây, có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế một khu vực sân phơi. Đây chính là khu vực sân phơi, khu vực để máy giặt và phơi phóng luôn. Ở đây thì mọi người làm cho Ngọc Ánh một cái dàn phơi thông minh nhá, thì là phơi phóng rất là thuận tiện. Và với cái tầng 4 ngoài ra thì chủ đầu tư thiết kế gồm hai phòng riêng biệt nữa mọi người ạ. Thì hai cái phòng này, một phòng là phòng thờ và một phòng là phòng ngủ. Như vậy căn nhà này có 4 phòng ngủ riêng biệt. Đó. Đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Phòng ốc rất là rộng rãi, vừa mới hoàn thiện xong xuôi. Nói chung là có những dự án Ngọc Ánh chưa quay review cho quý vị thì đã bán hết rồi. Có những dự án thì bây giờ hoàn thiện xong cái là Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị ngay. Nếu như quý vị nào mà đang có cái tầm tài chính như thế và tìm hướng nhà Đông Nam, ô tô đỗ cửa, thì căn nhà này là một căn nhà rất đáng để quý vị cân nhắc. Đó. Phòng ngủ bên trong. Đây. Vị trí của ngôi nhà 5 phòng riêng biệt. Tầng 1 thì có thể, nếu như quý vị nào mà có ô tô thì có để thể để ô tô ở phía dưới tầng 1. Còn không thì để phần phòng khách, để xe. Thuận lợi đúng không ạ? Ngoài anh xin nhắc lại với quý vị một lần nữa, vì vị trí ngôi nhà này thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này giá chào bán 3 tỷ 200 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trợ về vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Ngoài ra thì bên Ngọc Ánh cũng còn một số căn giá rất là hợp lý, từ 1 tỷ 350 triệu đồng căn nhà cấp 4, và cũng có những căn nhà hiện tại. Ngọc Ánh đã xin nhắc lại, tại hiện tại ở cái video này thì là Ngọc Ánh bên cạnh đấy vẫn còn những căn nhà 1 tỷ 400 triệu đồng, 30m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, tất cả đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ mọi người nha. Vậy thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.